Hello, xin kính chào toàn thể các quý vị và anh em đang theo dõi kênh của Luật Máy Cưa. Hôm nay thì là ngày mùng 2 tháng 10, cửa hàng chúng em lại xin lên sóng cho anh em một lô máy cưa xích anh em nhé. Đầu tháng mới, cả chúng em xin kính chúc anh em một tháng mới tràn đầy niềm vui anh em nha. Không biết thì ở ngoài các anh em sao rồi, nhưng mà ở trong chỗ em thì nó rất còn mưa rất là nhiều anh em. Đây, tất cả nước này, vừa mới tạnh mưa một tí xíu thì quay cầm máy ra để quay video cho anh em luôn anh em nhé. Tránh tình trạng tí nó lại mưa tiếp. Đấy, hôm nay thì cầu chúng em lại xin lên sóng anh em và đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ O anh em nhỉ. O1. Đấy, và tổng cộng lô ngày hôm nay là có 6 con. Đấy, 6 con máy cưa xích và 3 con máy cưa ECHO anh em nhá. Từ ECHO này công suất nhỏ này, công suất tầm trung này, công suất khai thác luôn anh em nha. Và đây là những con máy, 3 con máy đầu là 3 máy để cho anh em về sử dụng gia đình, giá cả để học sinh sinh viên. Nếu mà anh em nào mà xem video này này, anh em ưng con nào, anh em muốn đặt hàng con nào thì chỉ cần nhấc máy lên và gọi trực tiếp qua cửa hàng chúng em, hoặc anh em có thể xài Zalo cũng được thì kết bạn Zalo cho cửa hàng chúng em. Em sử dụng Zalo bằng cú số điện thoại để dưới màn hình luôn anh em nhé. Anh em chỉ cần báo cho em là anh muốn đặt, anh muốn chốt con O1 này, O2, O3 thì chúng em sẽ biết anh em lựa những con nào ở trong này và đóng hàng gửi đi cho anh em, để tránh tình trạng anh em không biết rõ là cây máy nó tên gì, hiệu gì thì đặt thì nó rất là bị nhầm lẫn. Thì em chỉ cần đọc cho em là ví dụ anh muốn chốt con O2 đúng không? Đấy, con này thì em báo là con anh muốn chốt con O2 chẳng hạn đấy. Và đây là giá nhá, những con số này là em dán này trên từng con máy này, là giá của cây máy, giá tiền của cây máy. Và giá này thì đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em, tặng kèm phụ kiện cho anh em, bảo hành cho anh em lên đến 6 tháng. Và cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước, nên là anh em đặt hàng thì hoàn toàn yên tâm anh em nha. Rồi, con đầu tiên là con O1. Đấy, con này thì cửa hàng chúng em đang bán thanh lý rồi. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán thanh lý cho anh em nha. Giá của nó là 1.650.000. 1.650.000 anh em nha. Con này thì nó là hàng máy mới chứ không phải hàng máy bãi. Còn 5 con còn lại nó là hàng máy bãi, nhật bãi anh em nhé. Còn riêng con O1 đầu tiên là con máy mới, để cho anh em nào mà điều kiện kinh tế hạn hẹp mà kiếm cần một chiếc máy cưa mà cần để đi kiếm cơm đấy ạ, thì con này thì đáp ứng đủ nhu cầu cho anh em nhé. Con này thì công suốt thì cực kỳ lớn luôn, lớn nhất trong lô máy ngày hôm nay, công suốt khỏe nhất nhá, 52cc lận. Đấy, thì để cho anh em về đủ sức để đi kiếm cơm được luôn anh em nha. Lam của nó dài lên đến 55cm. Xích này, xích nó là xài xích đại, xích cỡ lớn luôn anh em nhá. Đấy, để chuyên này cắt, xẻ tất cả các loại gỗ luôn, tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em. Mà giá thì chỉ 1.650.000. Vẫn bảo hành cho anh em lên đến 6 tháng sử dụng anh em nhá. Bảo hành nòng, bạc, bít tông, điện, bình xăng con lên đến 6 tháng sử dụng. Đấy, nên là anh em đặt hàng thì hoàn toàn yên tâm về con này. Con này thì cửa hàng chúng em nếu mà bán tại cửa hàng ngồi trước nha, đang bán với tình trạng là 2.500.000. Nhưng mà bây giờ cửa hàng chúng em đang thanh lý xuống, tại vì còn có mấy cây ở trong nhà thôi, nên là bán thanh lý cho nó hết đi. 1.650.000 để nhập mẫu mới về anh em nhá. Đấy, công suất của cực kỳ khỏe luôn rồi. Và hàng này là hàng đập thùng ra nha, chưa có ai sử dụng cả, nên là anh em đặt hàng hoàn toàn yên tâm. Con nào cũng như con nào cả thôi, máy móc thì cực kỳ chất lượng nhá. Với cái giá như thế này thì nếu mà anh em về để sử dụng thì cầm đi kiếm cơm thì chắc chỉ mấy hồi là thu lại được vốn đi anh em. Đấy, và xài con này thì cả chúng em bán rất là nhiều rồi nhá. Bán phải trên 50 chiếc rồi. Trên 50 chiếc rồi. Và khách sử dụng phản hồi rất là ok nhá. Con này thì xài cực kỳ ngon luôn chứ không phải là xài hàng đều đâu ạ. Đó. Rồi, qua con O2 anh em nha. Đây, và đây là từ con O2 cho tới con O6 là máy cưa nhật bãi đây. Nếu mà anh em nào mà thích hàng máy cưa nhật bãi thì hôm nay lên sóng cho anh em. Con đầu tiên là con O2 giá 1.900.000. Con này thì để cho anh em về sử dụng gia đình thôi anh em nha. Đi cắt tỉa vườn nhà đồ linh tinh nhá. Giá thì chỉ 1.900.000, bao gồm phí vận chuyển này, tặng kèm phụ kiện này, bảo hành lên đến 6 tháng và không cần cọc trước. Thương hiệu Hitachi. Đấy, con này thì công suất của nó là 30cc, đường kính trái bít tông nó là 37mm anh em nhé, 37mm. Lam của nó dài lên đến 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Con này nhu cầu cho anh em về cắt gỗ đường kính khoảng tầm từ
20-25cm đổ lại thì con này xử lý được. Đây, hai ốc chân lam, máy móc thì chuẩn zin tét đẹp cho anh em nha. Đấy, không phải lăn tan gì cả. Nếu mà anh em nhận hàng về nha, cứ khác ở như khác video em đó, thì chúng em xin phép đền 10 lần tiền cho anh em. Khi anh em nhận được hàng thì anh em cứ kéo e này ra nha anh em nhé, và giật cho em. Đấy, sau máy nó nổ cái e phát. Rồi anh em đóng e vào. Con này thì về nhỏ nhẹ để cho anh em cầm đi làm vườn làm rẫy đồ hình tinh nhá. Cân nặng của nó thì nó rơi vào tầm khoảng 4,5 kg cả lam xích cho anh em. Cực kỳ nhẹ luôn, hết cưa tay dài. Rồi, qua tiếp một con tay dài tiếp là con U3. Con này thì cưa Talanca, giá của nó là 1.950.000. Con này thì được tích hợp cho anh em là núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Công suất của nó là 33cc cho anh em. Lam của nó là cũng là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Đây, làm xích nguyên zin của nó luôn nhá. Sợi xích thì khá là dày dặn luôn. Sợi xích thì còn cực kỳ đẹp luôn. Tầm 80-90% đấy anh em. Đó, máy móc liền mạch luôn nhá, không có tình trạng bể vỡ gì cả. Đây, anh em nhìn cho nhìn ốc này. Ốc còn 7 màu luôn anh em nha. Con này thì công suất của nó về cũng cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm từ 20-25cm đổ lại. Thì con này là xử lý ok luôn anh em. Về sử dụng chuyên để đi làm vườn làm rẫy đồ linh tinh đấy ạ. Các anh em tí nhá, thì em sẽ test nổ trên video ngày hôm nay, tại vì thời tiết giờ lại bắt đầu lại chuẩn bị mưa nữa, đang lác đác mưa rồi, thì làm cái video nhanh test nổ nhá. Còn nếu mà anh em nào mà muốn tham khảo thêm thì hãy cứ liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em, thì cửa hàng chúng em sẽ có hướng dẫn chi tiết và lượng. Con này thì cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại. Đường kính khúc gỗ công suất của con này là 34cc, đường kính chai bít tông 38mm, giá 2.650.000. Dòng này thương hiệu Echo Curit V3200. Lam của nó 35cm, phần mặt cắt là còn 30cm anh em nha. Xích là size xích chung 91, xích dùng chung các sản phẩm của máy cơ điện. Đấy, cho anh em nhìn này, phần mặt tiền của nó đây. Con này thì khá đẹp luôn anh em nhá. Rồi, sẽ test nổ cho anh em nghe. Con O4. Nóng đứng để cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp luôn anh em nhé. Nếu mà anh em về cắt nhiều hoặc là về sử dụng cả ngày ấy, đôi khi mà anh em cần đi với tần suất làm rất là nhiều nhé, thì lựa chọn những cái con mà hệ nóng đứng như thế này thì nó sử dụng thì nó có phần bền hơn, giá cả thì nó phần cao hơn một tí xíu, nhưng mà đảm bảo cho anh em là hàng có chất lượng hơn nhiều anh em nhé. Còn nếu mà anh em muốn công suất cao hơn nữa, đây con này thì công suất của nó là 36cc, hơn con này 2cc, giá của nó chênh cũng 200.000. Và đặc biệt con này lam của nó dài lên đến phần mặt cắt là 40cm anh em nhé. À đâu, lam của nó là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Và con này điều đặc biệt là cửa hàng chúng em theo máy là một cây lam Latin luôn này anh em. Cây lam Latin luôn nha. Đó, dòng này là dòng V3007, cũng đến từ thương hiệu Echo Curit. Rồi, giá 2.850. Đây, hai ốc chân lam nha, tặng trực tiếp bằng khóa 13. Và con này thì hệ đế cao có xả áp này cho anh em này. Đấy, con này thì nó xài chuyên nghiệp luôn rồi.
công suất lớn nha anh em nha. Công suất con này cắt đường kính gỗ khoảng tầm 35-40 phân vô tư luôn. Chúng em cho hơi nhỏ. Chỉnh gang tí nó hơi nhỏ. Chỉnh gang tí nó hơi nhỏ anh em nha. Ôi, và cuối cùng là con O6. Con này thì lại công suất cực kỳ lớn nữa. Công suất của nó lên đến 40cc. Đường kính chai bít tông là 40mm anh em nha. Dòng cũng là dòng Echo Kyrit V400 hay là V4000 đấy ạ. Công suất con này thì về chuyên để sử dụng khai thác keo tràm rồi anh em nha. Lam của nó 45cm, phần mặt cắt là còn 40cm. Xích nó là xài xích cỡ gần như là cỡ đại luôn đấy ạ, xích 325. Đấy, giá của nó là 2.950.000 anh em nha. À, vẫn là hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 này, còn núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em. Đấy. Con này thì chuyên về sử dụng khai thác keo tràm, gọi như là về khai thác chuyên nghiệp đấy. Đấy. Làm gì đâu ạ? Đấy, vẫn có xả áp đầy đủ cho anh em nhé. Anh em muốn giật nhẹ nhàng thì anh em bật xả áp này lên. Giá 2.950.000, miễn phí vận chuyển, tặng kèm phụ kiện và không cần cọc trước, bảo hành lên đến 6 tháng cho anh em. Vâng, và vừa rồi cả chúng em đã giật test nổ 6 con máy cưa xích. Nếu mà anh em mà có nhu cầu muốn đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp cửa hàng chúng em, hoặc anh em là có sử dụng Zalo thì kết bạn Zalo để tham khảo thêm cũng được anh em nhé. Ngoài trời thì bây giờ lại đang mưa mất rồi. Cả chúng em xin kết thúc video tại đây. Thì nếu mà anh em mà muốn tham khảo thì hãy liên hệ trực tiếp cửa hàng chúng em. Vâng, xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo anh em nha.